vô trong game Free Fire á, thì cháu bỏ cái phần cài đặt nha. Thì nhiều anh em không chú ý những phần này, nên là đây cháu bỏ phần cài đặt nè. Đó, đây sẽ bỏ cái phần là đồ quả giúp mình nha. Ở đây nó bị che ha, đó nên bỏ một phần đồ quả nè. Thì đồ quả hiện tại máy mình để là mắt cao cao mở hết trơn này nha, thấy không? FPS ổn định là cao nè, FPS cao luôn, thấy không? Thì anh em khuyên anh em nên là để đối với máy yếu tầm trung cho xuống thì để đồ quả thường hoặc thấp, quá yếu thì để thấp ha. Rồi cái FPS cao thì anh em có thể để cao hoặc ổn định, nhưng mình khuyên anh em thì chúng ta nên để đồ quả thấp và FPS cao. Ok anh em. Còn đấy anh em nào mà lần đầu tiên xem cái kênh á, kênh này á, thì ví dụ như anh em chơi Golok đi, chơi Block Root nè, trên cái nền tảng Block không, dù giờ mình sẽ vào đây ha. Anh em nào xem rồi á, thì bỏ qua với mình ha. Anh em nào mà lần đầu tiên tới mới xem video này á, thì có thể xem lại những video khác mình có làm gì pick luck của game Golok á, Block Root á, thì xem lại những video đó ha. Chúng ta áp dụng được hoài chứ không phải là làm xong rồi không áp dụng được nha anh em. Đó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào Block Root nè. Đối với trường hợp là giảm lắc ở vết lắc trong Block Root thì như thế này. Đây, đối với trường hợp của Block Root thì anh em thấy là ví dụ như mình vào C2, C3, C1, C2, C3 thì anh em chú ý cho mình cái phần là chế độ nhanh nè. Thấy không? Khi trước khi vào chơi thì anh em có thể bật chế độ nhanh. Đó. Thì chế độ nhanh này nó sẽ làm cho đồ quả nó được tối ưu tối đa nhất có thể nè, thấy không? Nó còn được những cái mảng màu duy nhất thôi, hình khối duy nhất, mảng màu duy nhất thì giúp cho máy này sẽ chơi game rất là mượt. Đối với những trường hợp mà điện thoại cấu hình quá thấp, yếu quá yếu thì chúng ta đó anh em đã tắt vật liệu thì vô chơi nè, đúng không? Đó, thì đồ quả nó đơn giản như thế này thì máy nó đỡ bị lót nữa nha, đỡ bị nóng, đỡ bị lót nhiều hơn, đúng không? Đó, đồ quả rất là ấy rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái cảng 2 nè. Khi khác đi. Đây. Mình sẽ qua một cái xi khác. Anh em hỏi C2, C3 là sao thì luôn ha. Khi mà anh em vào C3 hoặc là C1 gì đó, anh em thấy là cái phần chế độ nhanh này, anh em có thể bật chế độ nhanh ở chỗ này ha. Đó, khi mà vào chơi thì chúng ta có thể bật chế độ nhanh, bạn có thể chơi trong chế độ nhanh đang được tải thì anh em vào chơi luôn. Đó, thì anh em bấm một cái phần là bánh răng đây nè, anh em bật chế độ nhanh. Đó, khi mà bật chế độ nhanh như thế này á thì đó, thấy không, từng si nó sẽ có chế độ nhanh riêng của từng si nha. Đó, cái này mình về C1 rồi ha. Đây mình về C1 nè, ha. Anh em nào đang chơi C1 thì bật chế độ nhanh của C1, qua C2 thì bật của C2 nha, qua C3 thì cũng bật của C3 nha, chứ anh em bật một cái mà áp dụng 3 si không có nha anh em. Đây, anh em bấm một cái phần hình vuông nè, anh em bấm phần cài đặt nè, rồi chú ý cho mình cái phần là chế độ đồ quả, anh em để thủ công giúp mình nha. Và anh em có thể giảm đồ quả xuống thấp nhất là một gạch vạch như thế này. Rồi chế độ chuyển động thì anh em có thể tắt cái chế độ chuyển động nha. Đó, chế độ giảm chuyển động thì em tắt đi. Dùng hoặc giảm hiệu ứng chuyển động á, em ta tắt đi. Đó. Rồi, hai chào anh em ha. Chào mừng trở lại với kênh 195 lắm. Mình là Trọng Tuấn đây. Trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể giảm lắc Golok và Free Fire luôn nha. Anh em yêu cầu mình làm gì Free Fire rất là nhiều. Và cách này sẽ phù hợp cho tất cả các máy Samsung, LG, Oppo, Vivo. Nói chung là điện thoại Android thì làm được hết nha. Rồi. Còn iPhone thì không làm được nha. Rồi cách pick lan này nó sẽ giúp cho ông ta tối ưu được FPS nha, tăng FPS ngay cả Golok và Free Fire. Và cách đầu tiên này thì anh em phải dùng cái ứng dụng Riven nha. Đó, thì mình sẽ chia sẻ chi tiết cách để chúng ta sử dụng cái ứng dụng Riven cho anh em nào mới tới cái kênh nha. Rồi, anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết nha. Thì cái cách mà chúng ta up file qua cái code qua Riven á thì giúp cho chúng ta có thể tối ưu cái đồ họa của game nè, quản lý nhiệt độ nè, rồi quản lý kết cấu, tinh chỉnh FPS, tăng FPS nè, rồi tinh chỉnh các lớp phủ của Vulkan nè, rồi tối ưu hóa RAM, trình tối ưu hóa cảm ứng, nói chung là rất là nhiều ha. Rồi ok, anh em thấy cái hiệu quả không, còn mấy gì biết nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào mình sẽ để lên trong cái mình sẽ để cái file Atera ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thấy cái file cái tên là FF như thế này nè, anh em giải nén ra ha. Đây, anh em bấm vào giải nén ra thì có thư mục như thế này đó. Rồi nó có thư mục như thế này thì chúng ta nhấn giữ nè, rồi anh em sao chép nè, anh em bấm lên, bấm bộ như thiết bị và chúng ta sẽ dán ra ngoài đó, chúng ta sẽ dán ra ngoài như thế này. Rồi dán xong thì chúng ta sẽ vào cái Riven nha. Thì trước khi vào sử dụng Riven thì anh em phải kết nối mạng wifi nha, điện thoại khác phát qua cũng được luôn, với wifi quá. Rồi chúng ta bấm vào Riven nè, rồi chúng ta sẽ bấm vào cái mục là developer nha. Này, developer nè, thì chọn giao chuyển, nhớ bật thì chọn giao chuyển trên điện thoại lên nhé anh em. Rồi anh em sẽ kéo xuống tiền cho mình phần là gỡ lỗi qua wifi nha. Đây, gỡ lỗi qua wifi nè. Rồi anh em bấm một phần là ghép nối thiết bị bằng mã ghép nối. Đây,
nó sẽ hiện ra chúng ta mã ghép nối với thiết bị, mã ghép nối wifi, thì em chú ý cho mình 6 con số in đậm ở cái phần mã ghép nối wifi nha, còn cái phần địa chỉ IP và cổng thì chúng ta không quan tâm tới. Nhớ nha, 6 chữ số của mã ghép nối wifi nhập vô là được. Rồi, anh em mở như thế này chúng ta quay ra nè. Đây, chúng ta sẽ quay lại ứng dụng Ribbon nè. Đây Ribbon nha. Rồi chúng ta sẽ bấm một cái dòng là Wireless Rebooking Port nha, cổng qua mạng đó. Rồi. Rồi, anh em thấy nó hiện lên cái biểu tượng là Wireless Phone không? Đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thoát nha. Đó, ta quay ra. Em thấy ở phía trên thông báo nè. Chúng ta thấy là trên thông báo nó có chữ Wireless Phone nè, chữ Willy để chúng ta nhập phải không? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần cài đặt nè. Rồi, anh em bấm một phần ghép nối bằng mã ghép nối nè. Rồi chúng ta sẽ nhập mã 6 chữ số của mã ghép nối wifi vào ở giờ phía trên này. Rồi chúng ta sẽ nhập. Đó, chúng ta nhập xong chúng ta bấm một cái mũi tên đây. Đây đã kết nối tính năng gỡ lỗi nè. Đó, wireless starting. Rồi em thấy chưa? Ribbon service e-working là nó đã hoạt động rồi. Giờ chúng ta thoát ra nè ha. Rồi chúng ta sẽ vào ứng dụng Ribbon nè. Đó, thì nó đang chạy nè. Đó, nó dạo giao diện như thế này, nó đang check Ribbon service nè. Rồi chúng ta đợi chút xíu. Rồi ok anh em, nếu mà nó load lâu quá thì chúng ta thoát ra vào lại nha. Chúng ta thoát vào lại thì nó được, nó sẽ hiện lại nha. Rồi anh em thấy là Symphony app nè, hoặc là user app thì nó đã hiện rồi. Ok, anh em có cái file rồi thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái đoạn dẫn cái file để chúng ta mới xài được nha. Anh em bấm vào ba gạch nè. Mình sẽ để cái đường dẫn cái file ở dưới phần mô tả video đó. Rồi anh em bấm vào chữ Exec Command ha. Bấm vào cái mục này nè. Rồi bấm vào. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi dán cái địa chỉ mà dẫn đường dẫn đó. Đây rồi, có chữ SH đầu tiên nha. Giống như là SH vậy. Rồi đó ta xếp lại. Chép lại và chúng ta dán vào đây. Đó. Rồi chúng ta sẽ bấm một cái nút này để nó chạy nha. Đó, dẫn đúng thì chúng ta sẽ có một cái file như thế này. Đây, nguồn bởi team gì nè. Đó, developer nè là Electric Movie One ha. Developer nè, nhà phát triển là Electric Mod One gì đó. Rồi. Rồi chúng ta đợi chút xíu cho nó cài nha. Đây. Đây. Nó đang tăng tốc cái game Free Fire chúng ta nè. Rồi. Thì những cái file này nó sẽ hỗ trợ tối ưu đồ họa là giảm nhiệt độ của máy, quản lý kết cấu của điện thoại, tinh chỉnh FPS, tăng FPS cho game Free Fire nè, rồi các tinh chỉnh về Vulkan, tối ưu hóa RAM. Đó, tối ưu hóa RAM ha. Rồi trình tăng tối ưu hóa cái cảm ứng chúng ta luôn. Đó, như vậy là xong nè, done nè. Đó này, chữ done như là xong. Còn anh em mà muốn không sử dụng cái file này nữa thì anh em có thể khởi động lại điện thoại là mất nha. Đó. Rồi, muốn không sử dụng cái file này nữa thì anh em bấm khởi động lại điện thoại là mất. Rồi, ok nè, đối với anh em nào đang tìm kiếm cái ứng dụng mà giúp đóng băng cái ứng dụng rất tốt hiện nay thì mình sẽ chia sẻ anh em luôn một cái ứng dụng giúp chúng ta có thể đóng băng tất cả các ứng dụng trên điện thoại, giúp chúng ta tiết kiệm pin, giảm tối ưu hóa RAM hơn, chống RAM nhiều hơn để chúng ta chơi game nó mượt hơn, hoặc sử dụng điện thoại hàng ngày nó ngon lành, nó mượt mà hơn nha. Thì anh em có thể sử dụng cái ứng dụng có tên là hai như thế này. Đó, chữ hai này nè. Thì đang lên Google chúng ta tìm chữ hai là ra ha. Rồi thì ứng dụng này nó sẽ đóng băng và ẩn luôn, nó không có hiển thị trên cái menu này luôn. Đó, rất tốt nha. Thì anh em có thể mình sẽ chia sẻ em cách bỏ ẩn và hoàn nguyên lại xài bình thường nha. Nó sẽ tắt ứng dụng, không cho hiển thị trong cái trình phải chạy lên chơi luôn, nghe chưa? Đó, nó đóng băng mà tới đóng cứng ngắc kiểu đó là đỉnh cao cái nào rồi đó. Rồi đầu tiên muốn sử dụng cái ứng dụng này hai được á, thấy không? Anh em vào hai á, thì vào hai xong thì anh em bấm vào phần thiết lập thì nó kêu chúng ta là chế độ làm việc là phải sử dụng thêm cái ứng dụng có tên là Sudoku. Không có Sudoku thì chạy không được nha. Thì anh em vào cái cửa hàng Google Play nè. Đó, anh em tìm cái ứng dụng có tên là Sudoku nè. Đây, bấm Sudoku là nó ra ha. Đây, đó, Sudoku nè, tải ứng dụng này về. Ứng dụng này của Shinchen Ricard nè. Rồi, bấm vào, mở. Đó, sau khi mở Sudoku lên, thì chúng ta sẽ bấm vào phần ghép nối giúp mình nha. Đây, cái mục ghép nối nè, chúng ta sẽ bấm vào mục ghép nối. Rồi, thì sau khi bấm vào mục ghép nối, nó đang tìm kiếm chữ ghép nối là nó tìm kiếm ở đâu anh em? Nó tìm kiếm qua gỡ lỗi wifi đó. Đây, em thấy phần là tùy chọn nhà phát triển không? Đây, bấm vào phần mục tùy chọn nhà phát triển. Nó sẽ dẫn cho chúng ta cái phần là gỡ lỗi wifi lần nữa nè. Nó
nem bóng màu ghép nối bằng mã ghép nối. Rồi anh em cũng làm tương tự như Riven hồi nãy, là mã ghép nối Wi-Fi 6 chữ số. Đó, thì thấy phía trên này nó đã hiện lên nhập luôn rồi nè. Nè, thấy cái biểu tượng siêu cool đây ha. Đã tìm thấy dịch vụ ghép nối liền rồi nè, nhập mấy cái đoạn nem bóng vào đây. Rồi. Ok. Chúng ta bấm gửi. Rồi, ghép nối thành công, bạn có thể khởi động lại dịch vụ Siboku ngay bây giờ. Ok, bây giờ mình quay ra, mình vào Siboku nè. Rồi, anh em bấm quay ra, anh em bấm bắt đầu. Đó, như vậy thì Siboku mới chạy nha anh em đó. Rồi, đó. Đây, Siboku đang chạy nè anh em, thấy không? Rồi, anh em nhớ cập nhật phiên bản Siboku lên phiên bản mới nhất giúp mình nha. Trên Siboku Play đó, Google Play đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vào cái ứng dụng 2 nha. Nó chạy được rồi, thì chúng ta vào 2 nè. Anh em bấm vào phần thiết lập nè. Anh em bấm vào chế độ làm việc nè. Anh em bấm siêu cô ẩn cho phép mọi lúc. Rồi, anh sẽ quay ra trang chủ. Rồi, anh em bấm danh sách ứng dụng nè. Rồi, ở đây thì anh em muốn nó đóng băng ứng dụng nào thì chúng ta sẽ chọn ứng dụng đó nha. Ví dụ như những cái ứng dụng mà thông báo hay là anh em không muốn sử dụng ứng dụng nào đó nó hiện quá thì chúng ta có thể tắt nó luôn. Đây ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử những ứng dụng này cho anh em xem như thế nào nha. Đây, mình sẽ chọn những ứng dụng đây Shopee luôn, mình tắt. Rồi mình tắt cho anh em thấy vài cái ứng dụng nha, không sử dụng đến thì chúng ta tắt hết đi nè. Đây, rồi chúng ta có thể tìm cái ứng dụng là đây, Facebook nè. Rồi đó, sau khi mà tích xanh như thế này nên bấm vào trang chủ này ha, thì những cái ứng dụng mà chúng ta đã tích xanh nó sẽ hiện ra đây. Rồi chúng ta bấm cái biểu tượng này để chúng ta đóng băng nó nha. Siboku nó đang chạy nè, hãy rồi ok, thì anh em bấm ở phần là Siboku tắt giúp mình nha. Đây mình bấm lộn rồi, anh em chọn chế độ làm việc là Siboku tắt giúp mình, rồi quay ra rồi chúng ta bấm vào đây, nó mới đóng băng anh em. Sorry anh em nha. Chỗ thiết lập lúc đầu anh em chọn cho mình là chế độ làm việc là Siboku tắt chứ không phải là Siboku ẩn nha anh em, mình lộn rồi, sorry. Đó, thì khi mà anh em thấy không, những cái ứng dụng này nó được ẩn rồi, nó được bôi đen như thế này, nó làm mờ như thế này là nó đã bị ẩn rồi. Anh em nhớ cái ứng dụng có tên là Shopee giúp mình nha. Đó, anh em thấy chưa? Đó, bây giờ mình sẽ vào đây mình tìm Shopee coi ra không. Shopee nè, không ra luôn, hay nó ẩn mất tiêu luôn rồi. Rồi ví dụ như ứng dụng MyLocal đi. Đây, ví dụ như mình tìm lại MyLocal đi. Đó, anh em thấy ứng dụng nó đóng băng kinh khủng chưa? Mất tiêu luôn, nó đã đóng băng mất tiêu rồi. Đó. Hoặc là anh em có thể bấm vào danh sách ứng dụng nè, chúng ta muốn ẩn cái ứng dụng nào nữa. Ví dụ như bây giờ mình muốn ẩn cái Free Fire luôn. Đây, thì mình bấm vào danh sách trang chủ nè. Em thấy không? Bây giờ mình bấm một cái nữa, đó. Anh em thấy là Free Fire mất nha, mình đã ẩn rồi nha. Bây giờ mình sẽ vào đây mình tìm Free Fire mất có không? Free Fire mắt, Free Fire mắt không? Đây, không còn luôn, vậy nó ẩn luôn Free Fire mắt rồi. Nó đã đóng băng luôn Free Fire mắt luôn nè, em thấy cái hiệu quả cực kỳ như nào rồi đó. Rồi Facebook nè. Vô tìm Facebook mà có cái nữa là thôi luôn. Đây Facebook nè, không hiện ra cái ứng dụng Facebook luôn. Rồi ví dụ như là Zalo. Zalo thì mình tìm là ra nha. Rồi, những ứng dụng nào mình không ẩn là nó hiện ra. Còn ứng dụng nào mà ẩn là nó cho bay màu rồi. Rồi ok, bây giờ mình cho Zalo luôn cho anh em nè thấy đó. Rồi ok, Zalo nè. Rồi anh em bấm một cái nút này, rồi thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ tìm nha. Ở lúc này, ở này thì mình nói hơi kỹ chút xíu nha. Đó, anh em thấy là Zalo hồi nãy tìm, bây giờ là không còn nữa ha. Rồi anh em muốn bật thì làm sao nè? Bây giờ anh em muốn bật thì chúng ta vào lại 2 nè ha, chúng ta bấm vào Zalo thì Zalo nó mới hiện ra đây ha. Rồi ok, giờ muốn bật Free Fire thì mình bấm vào Free Fire. Đó, thì nó sẽ chạy lại cho chúng ta nè, thấy không? Đó, bỏ ẩn á. Rồi, MyLocal chẳng hạn. Đó, thì chạy lại ha. Giờ mình tìm là MyLocal là ra nè, thấy không? Có rồi đó. Rồi, còn muốn ẩn lại thì vô đây bấm ẩn tiếp tục, đã đóng băng đó. Hoặc nếu mà anh em tìm không thấy nữa thì chúng ta vào cửa hàng Google Play nè. À, chúng ta tìm Zalo. Đó. Thì em thấy chữ bật không? Đó. Nó đã thành chữ bật rồi. Hoặc là Local đi. Local đây ha, nó đã ra chữ bật rồi chứ không còn chữ mở nữa nha anh em. À, muốn xài thì chúng ta bật mở lên
À, ví dụ như anh em tìm không thấy, ví dụ như anh em mà lỡ mà tắt cái hai này rồi á, thì chúng ta có thể vào xét đây để chúng ta mở cái dụng mấy cái dụng mà kia lên. À, mình chia sẻ thêm cách để chúng ta có thể bật lại nè, hoàn nguyên nó lại nè, Facebook nè. Đó, anh em thấy chữ Facebook bây giờ nó còn là chữ bật nha. À, anh em bấm bật thì nó chạy Facebook lên. Rồi, như vậy thì trong video này á, mình đã chia sẻ thêm hai cách là chúng ta dùng Raven để chúng ta có thể tăng tối đa cái hiệu suất cho cái MP3, tăng cái FPS và tăng độ nhạy nha, một file mộc mà chung luôn anh em. Đó, chạy qua Raven nha. Rồi, thì cái này nó không có ảnh hưởng tới game anh em, nó không có liên quan tới game, em yên tâm. Và thêm cái nữa, cách thứ hai là mình sử dụng cái CPU để chạy cái hai, giúp đóng băng những ứng dụng mà chúng ta không cần dùng đến để tiết kiệm RAM và tiết kiệm pin ha. Rồi, rồi cách thứ ba thì chúng ta giảm đồ họa trong game, thì cách này rất là đơn giản nên là cũng làm được luôn. Đó, thì anh em kết hợp giữa ba cách này lại thì chúng ta có thể trong video này hiệu quả là cao nha. Đó, anh thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký, nếu chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Hẹn gặp lại video khác.